Theo thông tin từ báo Tin Tức, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội vào trưa 25 tháng 6, lên đường thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF, ông Klaus Schwab. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đến Trung Quốc trong 7 năm qua. Chuyến thăm ghi dấu sự tiếp nối các cuộc trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước thời gian qua. Nhân chuyến thăm lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự WEF Thiên Tân do WEF phối hợp với Chính phủ Trung Quốc tổ chức. Đây là hội nghị có quy mô lớn thứ hai sau WEF Davos, Thụy Sĩ. Hội nghị lần thứ 14 năm nay có chủ đề Doanh nghiệp, động lực của kinh tế toàn cầu, gồm hơn 100 phiên họp, tập trung vào các vấn đề như điều chỉnh tăng trưởng, chuyển đổi năng lượng và nguyên liệu, bảo vệ thiên nhiên và khí hậu, tiêu dùng sau đại dịch, Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu, ứng dụng đổi mới sáng tạo.